Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại Khôi Ngọng. Đây là Nokia T20, một cái mẫu máy tính bảng Android trong tầm giá 5-6 triệu, tạo ấn tượng khá là tốt đối với mình. Tuy nhiên, đáng tiếc một điều đó chính là đối thủ của họ lại là Apple các bạn ạ. Hiện tại trong tầm giá 5-6 triệu, chúng ta có thể lựa chọn những sản phẩm ví dụ như iPad Gen 6 hoặc là những chiếc máy iPad Air 2 hàng cũ chẳng hạn. Nhưng mà dù sao thì nếu mà xét về một cái mẫu máy tính bảng Android mới trong tầm giá 5-6 triệu hàng chính hãng ấy, thì mình đánh giá rằng Nokia T20 vẫn sẽ là một sản phẩm có thể gọi là đáng để các bạn lựa chọn. Và tại sao chúng ta có thể lựa chọn cái mẫu máy này thì chi tiết hơn mình sẽ chia sẻ với bạn trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên nói phần build cũng như là thiết kế thì mình rằng Nokia T20 là một sản phẩm nó cho hoàn thiện cũng như là thiết kế tương đối tốt. Các bạn sẽ có cảm giác cầm nắm thoải mái với các phần bo cong góc cạnh cũng như là phần mặt lưng ấy sẽ được làm bằng kim loại, cụ thể là nhôm các bạn nhá. Và xét về tổng thể các bạn sờ nắm cảm giác ấy thì đều thấy rằng ok nếu mà so sánh với những sản phẩm khác. Và cá nhân mình đánh giá thì Nokia T20 cũng là một sản phẩm nó cho mặt lưng và phần hoàn thiện ấy, mình thấy rằng sờ các phần góc cạnh vân vân đều thấy rằng rất ổn áp và không có cảm giác gì gọi là rẻ tiền cả. Nói chung đây là một cái mẫu máy tính bảng nếu mà xét phần build cũng như thiết kế thì có thể gọi ổn trong tầm giá. Một cái điều thú vị nữa đó chính là Nokia T20 là một trong những sản phẩm hiếm hoi mình thấy rằng nó có trang bị chuẩn kháng nước và chống giọt bắn ấy, cụ thể là IP52 các bạn nhá. Kết hợp với việc phần mặt lưng màu xanh, thêm vào đó là phần mặt trước nhìn nó tương đối hiện đại với các phần cạnh cong ấy, thì mình thấy rằng đây là một sản phẩm nó cho tổng thể thiết kế có thể gọi là tương đối trẻ trung. À, một cái điều thú vị nữa đó chính là chúng ta sẽ có hai phiên bản, một là phiên bản Wi-Fi cũng như là phiên bản 4G. Với phiên bản 4G thì bạn sẽ có một khay SIM ở đây tương tự như mình, nhưng mà điều đáng tiếc đó chính là chúng ta sẽ không có trình gọi điện các bạn nhá. Đây là một điều các bạn cần lưu ý. Và bạn nào mà thích một cái mẫu máy tính bảng Android mới ấy, thì hoàn toàn có thể lựa chọn cái mẫu máy đó chính là Nokia T20 này. Còn thực tế để lựa chọn một cái mẫu máy tính bảng ấy, chúng ta có rất nhiều lựa chọn, máy cũ cũng có. Nhưng mà nếu để lựa chọn máy mới thì chắc là chỉ có những mẫu máy tính bảng Android. Thế nên bạn nào muốn sở hữu một em máy tính bảng mới thì mình sẽ để link ở cửa hàng CellPhoneS bên dưới phần mô tả, bạn dễ dàng tham khảo nhé. Còn về màn hình thì Nokia T20 sẽ có kích thước là 10.4 inch, cũng như là những thông số như tấm nền IPS LCD, độ sáng khoảng tầm 400 nit, thêm vào đó là độ phân giải như bạn đang thấy ở trên màn hình đây. Thì cá nhân mình giá thì cái thông số của nó tương đối giống một cái sản phẩm mình đã từng trên tay cũng như là làm trước đây rồi, đó chính chiếc Lenovo P11. Về cơ bản thì em này những thông số màn hình của nó về độ sáng, so với tấm nền vân vân thì mình thấy nó tương đối giống em Lenovo P11 các bạn nhá, một cái sản phẩm thuộc hàng sách tay và cũng trong tầm giá khoảng là từ 4-5.5-6 triệu dưới tùy phiên bản các bạn lựa chọn. Nói chung về phần hiển thị thì mình thấy rằng em máy tính bảng này ở mức đủ dùng. Ban đầu khi sử dụng em này thì mình thấy rằng màn hình của nó sẽ hơi có phần ám xanh một chút. Tuy nhiên các bạn có thể vào phần tùy chỉnh nhá và điều chỉnh cái tông màu nó ấm lên tí thì nó sẽ ok hơn. Mặc dù đây không phải một cái màn hình quá xuất sắc, tuy nhiên trong tầm giá 5-6 triệu thì đây có thể coi là một sản phẩm có thiết kế màn hình cũng như là tỷ lệ màn hình ấy mình thấy rằng nổi bật các bạn nhá. Nhưng có một điều hơi đáng tiếc đó chính là Nokia T20 ấy, chúng ta sẽ chỉ có chuẩn đó chính là L3 thôi. Thành ra các bạn chỉ có thể xem Netflix với tiêu chuẩn đó chính là SD. Còn nói về loa ấy, thì Nokia T20 điểm đầu tiên mình thấy đó chính là thiết kế loa của nó tương đối hợp lý. Cụ thể khi bạn cầm như này nhá, chúng ta sẽ có phần loa được thiết kế đặt ở phía trên. Thành ra các bạn cầm vào sẽ không bị che. Và cái việc này nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm sử dụng bạn. Nói thẳng là không ảnh hưởng đi bởi vì tay các bạn sẽ không che loa nhá. Còn về chất âm ấy thì dĩ nhiên mình đánh giá rằng nó gọi là mức đủ dùng thôi. Chất loa này cá nhân mình đánh giá là không quá xuất sắc, vừa đủ để bạn xem phim, giải trí. Còn chất âm thì của nó thì tất nhiên rồi, với một sản phẩm như này chúng ta không thể đòi hỏi một cái loa của sao Harman Kardon hay của một số hãng loa cao cấp được, ví dụ những sản phẩm của Xiaomi chẳng hạn. Ở phía sau các bạn sẽ có cụm camera với độ phân giải là 8 megapixel, trong khi đó ở phía trước chúng ta sẽ cụm camera đặt chính giữa ở chỗ này. Mình thấy rằng đây là một cái điểm mình thấy tương đối hợp lý. Khi mà chúng ta dựng ngang máy ra để học online ấy, thì chúng ta sẽ có góc nhìn chính diện thay vì bị lệch như kiểu một số nhà sản xuất khác. Còn về chất lượng ấy thì dĩ nhiên với cụm camera trên máy tính bảng ấy thì các bạn có thể gọi là đủ nhìn thấy mặt thôi, chất lượng của nó sẽ không quá là cao. Điều tiếp theo mình muốn nói đến đó chính là hiệu năng của chiếc máy tính bảng Nokia T20 này. Nó sẽ sở hữu con chip đó chính là Unisoc T610. Nếu bạn nào nghe Unisoc nó hơi lạ ấy, thì chúng ta cũng biết đó chính là Unisoc trước đây chính là nhà sản xuất Spectrum, sản xuất những con chip tầm giá rẻ. Và dĩ nhiên Unisoc cũng là một con chip như vậy, thì nó sẽ hướng đến phân khúc cụ thể những mẫu máy tính bảng tầm giá 5 triệu. Nếu so ngang ra ấy, thì Unisoc T610 ấy, sẽ là một con chip cho hiệu năng có thể gọi là ngang tầm với cả con chip Snapdragon 662 xuất hiện trên mẫu máy tính bảng đó chính là Lenovo Tab P11, một cái sản phẩm nó khá là hot mình đã vừa nhắc ở trên rồi. Và cá nhân mình đánh giá thì đây là một chip nói chung là cho cái hiệu năng có thể gọi là khá là ổn. Cụ thể các bạn có thể xem phần biểu đồ đây, mình đã test với những tựa game đó chính là LL Tốc Chiến.
cũng như là tựa game PUBG Mobile. PUBG Mobile nhá, em này chơi ở mức đó chính là mượt và 40, có thể gọi là ổn, các bạn có thể nhìn vào biểu đồ đây. Còn với tựa game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến ấy thì mình cài mức đồ họa đó chỉ 60, quy ở độ phân giải cao thì như bạn thấy ấy, nó sẽ có phần nào đó gọi là chưa thực sự quá là mượt. Đặc biệt là ở những cái giai đoạn cuối nhá, khi mà mình combat nhiều khoảng tầm 7-8 tướng combat cùng một lúc ấy thì sẽ có hiện tượng tụt FPS. Nhưng mà về tổng thể nếu bạn giảm mức đồ họa xuống một chút ấy, cụ thể chơi mức trung bình thôi, thì mình nghĩ rằng em này sẽ chơi mức 60 có thể gọi là mượt luôn các bạn nhá. Tuy nhiên lợi thế con chip này đó chính là cho nhiệt độ rất là mát luôn. Cụ thể thì khi mình chơi ấy, hầu như cái mặt lưng này không quá nóng. Nhiệt độ bình thường phòng của mình đó chỉ là 28 độ C, nhưng mà nhiệt độ của máy sẽ chỉ ở ngưỡng đó chỉ là 35 độ C, một cái nhiệt độ rất là mát các bạn ạ. Thế nên xét trong tầm giá nhá, thì con chip Uniqlo T610 này là một con chip cho hiệu năng có thể gọi là ổn, ngang kèo với cả 662 các bạn ạ. Cuối cùng là về pin, thì mẫu máy này nếu bạn lướt web thường xuyên, các bạn xem YouTube, sau đó là các bạn lướt Facebook vân vân, thì một tiếng các bạn sẽ chỉ mất khoảng tầm 10% thôi. Tính ra thì mẫu máy tính bảng với viên pin 8200 mAh này thì chúng ta có thể on screen khoảng tầm từ 9 đến 10 tiếng. Tuy nhiên nếu mà các bạn dành để cho nhu cầu chơi game ấy, nó sẽ tụt pin nhanh hơn rất là nhiều. Bởi vì sao? Khi mình chơi game ấy, thì mình đã đo rồi, với những tựa game như cả PUBG Mobile hay là Tốc Chiến, chúng ta chơi lượng điện năng của nó tiêu thụ khá nhiều. Cụ thể nó ăn từ 5,2 cho đến 5,4W điện các bạn nhá. Và thành ra khi mình chơi khoảng tầm 20 phút với tựa game PUBG Mobile hay là Tốc Chiến ấy, thì mình mất đến 10% pin. Thành ra các bạn nếu mà chơi game liên tục trên cái mẫu máy tính bảng này, nó sẽ chỉ trụ được cỡ khoảng tầm là 3 tiếng mà thôi. Một thời gian mình thấy rằng nó không phù hợp lắm dành cho những bạn nào ham hố cày game. Tóm cái vé lại ấy, Nokia T20 là một cái sản phẩm máy tính bảng mình thấy rằng nổi bật trong phân khúc từ 5 cho đến 6 triệu hàng chính hãng. Khi mà em này có những yếu tố nhiều thiết kế kim loại này, sau đó là cho một hiệu năng tốt cũng như là viên pin lớn 8200 mAh. Nếu các bạn để sử dụng những tác vụ cơ bản hay bạn học online thì mình nghĩ là nó đáp ứng đầy đủ thôi. Còn nếu để chơi game ấy, em này hơi thòn một tí khi mà điện năng tiêu thụ của nó tương đối là nhiều. Nhưng dù sao thì đây vẫn là một mẫu máy tính bảng Android mình thấy rằng sáng giá trong tầm giá. Còn tất nhiên hiện tại thì chùm máy tính bảng vẫn là iPad rồi, và dĩ nhiên nhiều người sẽ chọn iPad. Nhưng mà dù sao nếu bạn nào đã cần một cái mẫu máy tính bảng Android mới, chưa kể dễ dàng mua ấy, thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn Nokia T20 nhá. Còn hiện tại mình thấy rằng em Nokia T20 có mức giá cũng tương đối hợp lý, khoảng tầm từ 5,5 triệu cho đến 6 triệu. Các bạn có thể tham khảo tại những đại lý lớn, ví dụ như cả Cellphone S chẳng hạn nhá. Bạn nào quan tâm, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả để các bạn dễ dàng tham khảo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.